sao chàng chưa chịu xuống? Em đang cúi đầu bưng phục, chờ đợi anh đưa hồn em về cõi thiên thôi. Sự nghiệp một đời đành tan vỡ bởi tay anh, em có còn chi đại nghiệp phải điên quỷ diệt chẳng đau lòng. Phi hài ơi, xin đừng để tay chúng đời đã thank you.